Các bác đam mê âm thanh, hôm nay em sẽ giới thiệu với các bác một bộ dàn Kenwood A97. Em test không một bộ dàn không bao gồm chỉ 5 thớt và hai loa lóc đấy, hai loa và hai loa xuất dào bên trên. Đây các bác quan sát này, hôm nay em sẽ test tập có dàn không thôi. Đây bao gồm 5 thớt này và hai loa xuất dào trên nóc thôi. Còn những cái cục súp thì cũng có đây, bác nào có yêu cầu hoặc là có thích nha, mua thêm thì sẽ ghép vào nhìn cho đẹp đấy, và cũng sẽ có đủ những cái bộ mà đủ đồ chơi cho các bác ghép thêm vào. Đây là loa xuất dào, loa chính thớt nó sẽ đủ cho các bác, nhưng mà những cái đồ đấy là cũng chỉ là đồ chơi thôi. Em test dàn nó về thì cũng chỉ đọc có là dàn bao gồm 5 thớt và hai loa trên thớt, còn những cái kia thì là phải mua riêng. Nên trong thời gian qua thì em test nhiều bộ là ghép thêm súp và center, nhưng hôm nay em sẽ test một bộ là độc có dàn Kenwood A97 thôi, không có súp, không center. Đây em sẽ soi hình thức trực quang nhìn, các bạn chú ý loa đi theo bộ A97 là điện 220. Bộ A97 điện 220 thì loa sẽ đi theo là loa 10M, 12M. Và bộ 110 thì nó sẽ đi theo loa 10M. Đây là bát. Trung. Xem này, nếu bác để ý xem thùng nhé. Rất là đẹp. Tất cả các mép thùng nó cũng vẫn còn đẹp, chưa một lát gì mà. Nói chung là cái đồ này nó cũng dùng, người ta ở bên nước ngoài người ta cũng dùng tới hơn chục năm rồi. Thế khi về mình mà còn được như thế này thì cũng là tương đối là đẹp rồi các bác nhé. Thì em không nói là xuất sắc 100%, nhưng mà đây em sẽ soi cho các bác tự để các bác đánh giá. Bộ dàn như này thì tự các bác đánh giá thôi, em chỉ soi thôi. Dưới cùng người thớt quay băng này, trên này là thớt âm ly này, thứ ba là thớt Zanio này. Đây em soi hết cho các bác nhìn. Và đây là thớt Equalizer này. Và tiếp theo trên này là thớt CD này. Đấy, và loa bên này, loa 12 màu đấy bác nhỉ. Đây là bát này, chung chép này. Như vậy em đã xoay xong cái mặt đằng trước cho các bác nhìn. Và trên này là hai loa xuất dao. Đấy, đây là xuất dao các bác nhé. Đấy, các bác nhìn chi tiết xem rồi các bác tự các bác đánh giá. Đây là loa này. Đấy, loa và sơ di loa của loa xuất dao Made in Japan. 60W 8 ohm này. Và đây cũng là một loa xuất dao nữa. Loa lóc. Cũng như vậy. 60W 8 ohm Made in Japan. Và sơ di của loa xuất dao. Vâng, và đây em sẽ soi đằng sau. Đây là đằng sau, mặt sau loa nhé. Made in Japan này. Loa 12M này, 110W này, 8 ohm này. Sơ di của loa VR này. Và bên này cũng vậy. Đây cũng Made in Japan này. Đây là loa VL. Các bác chú ý nhé. Đây là loa VL này.
110W 8 ohm made in Japan này. Bởi vì tại sao em phải xoay chi tiết cho các bác? Vì nhà em nó rất là nhiều bộ chứ không phải là một bộ. Đây là thớt CD các bác nhé. Dưới này là thớt equalizer này. Tất cả đều made in Japan hết bác nhé. Đây là equalizer này. Và dưới cùng giữa đây là thớt radio này. Và đây là thớt âm ly này. Âm ly đây 280W made in Japan này. Và tiếp theo cuối cùng đây là thớt quay băng. Thớt quay băng. Như vậy là em đã xoay sơ gì của 5 thớt cho các bác. Bởi vì nếu như mà có một bộ thì là không cần phải xoay sơ gì làm gì cả. Nhưng mà nhà em nó rất là nhiều bộ này. Đây là 2 bộ này. Đây là 2 bộ này. Và đây một bộ nữa. Ép full tất cả này. Cho nên là em phải, nó rất là nhiều, em phải xoay sơ gì cho các bác. Không các bác bảo mua qua mạng là test cho bác bộ này, nhưng mà gửi bộ khác là nó, nếu như có một bộ thì nó không sao, nhưng mà nhà em nó rất là nhiều, cho nên em test bộ nào em soi rõ sơ gì cho các bác bộ đấy. Các bác đồng ý ok là các bác đặt mua, chứ đúng sơ gì như thế em sẽ gửi đúng sơ gì của một bộ dàn như vậy. Thì bây giờ em sẽ test cho các bác. Vâng, đang nói này là thất giai điều đấy. Mã cào, ông cứ cào rồi nhắn tin tích điểm như bình thường. Nhưng nếu ngày hôm đó hai số cuối trong mã cào của ông chung với hai số may mắn được quay thưởng trên website vuongbao.vn là trúng rồi. Thì đúng là niềm vui nhất rồi. Chứ sao, Vương Bảo vừa tốt cho bệnh tiền liệt tuyến, vừa có nhiều chương trình hay thế này. Mình cứ rủ cả đầu hưu đi, cứ là chúng làm hình như liên hoan. Đi luôn. Hay. Đây đang thớt radio của anh nha. Thớt radio đang nói này. Ngày 10 tháng 5 đến hết ngày 7 tháng 8 năm 2018. Để biết thêm thông tin chi tiết. Đây là thớt radio. Thế bây giờ em sẽ test thớt quay băng này. Xoay đúng mày đảo mạch về quay băng ạ. Bằng ống lặng. Như vậy là băng đã chạy. Các bác nếu như mà bác nào bây giờ nó cũng chả còn băng để dùng đâu, nhưng mà bác nào mà về muốn dùng quay băng thì các bác sẽ lau đầu từ lấy bông, còn các bác sẽ lau đầu từ đi. Thớt quay băng thì đã chạy tốt. Và đây là thớt CD đấy. CD chạy khay đĩa to 3 đĩa các bác nhé. Giờ đây âm thầm bên trang nhật ký lắng xuôi tâm tư hồi mơ mong ai xa ngàn và im nghe thời gian đi ngỡ ngàng lòng vẫn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tham khảo những bộ dàn này thì các bác chủ yếu là nghe những dòng nhạc trữ tình bolero, nó rất là hay. Chứ các bác bảo là những cái bộ dàn đại dàn khủng này mà ghép thêm súp vào mà đập bay nóc nhà là không có đâu các bác nhé. Tất nhiên là nó cũng là dàn đại, nó là to chứ không thể nào đập bay lên nóc nhà được những bộ dàn như này đâu. Những bộ dàn này chỉ nghe nhạc trữ tình, tất nhiên là nó chơi được tất cả các dòng nhạc nhưng mà nó không thể nào mà mong muốn được nó đập như là loa mấy cục đáy mà đi rời ngoài ở bên ngoài đâu ạ. Những bộ dàn này chơi thì chủ yếu là mở nhạc bolero và nhạc vàng trữ tình, con còn mở rất là hay, mở gió rất là hay. Ngoài cái chức năng nghe đĩa CD, nghe radio, nghe quay băng thì các bác vẫn có các cổng cắm vào, các bác cắm đường điện thoại, máy tính, laptop, đủ các đường vào, rất là nhiều đường live vào các bác nhé. Cuối clip em cũng xin chào tất cả các bác, hẹn gặp lại các bác ở các video sau. Cảm ơn các bác đã theo dõi.